xâm nhập nhà thuốc limon lấy cây giống về trồng các bạn ơi. Mấy hôm nay á mình thấy ảnh chị đăng lên cái vườn rau nhìn rất là đẹp cả nhà. Vậy vậy hôm nay hai vợ chồng sẵn tiện có dịp lại chiêm ngưỡng cái vườn rau của ảnh chị. Hai vợ chồng đáng lẽ thất nghiệp ở nhà, bình thường là thấy chiều chiều đi ra ngoài vườn hết rồi cả nhà, mà hôm nay không thấy ai hết, không biết đi đâu. Nghe rù rì vậy trống kìa. Hả? Có mấy cái xu lên nhanh hả? Này chắc mua quá hả? Oh no. Cái này của chị ảnh chị ương chứ. Cái này bị gì lá nó trắng nõn rồi ta. Chắc trồng trước. Trồng trước đúng rồi đúng rồi. Đợt chắc trồng trước của vợ chồng mình chắc cũng gần cả tháng đó cả nhà. Mà lên tốt quá. Cái chậu gì mà nhìn dâu luôn á anh. Thấy dâu. Không? Gần có bông rồi kìa. Mau có bông vậy? Với gần có bông gì? Hả? Ừ. Sao mau vậy? Nay mới mua mấy chậu nhiều ha. Năm nay chắc định trồng chậu không á các bạn ơi, coi kìa. Mình cho các bạn coi trước cái kế hoạch của Thư Limon. Kế hoạch của Thư Limon năm nay là trồng chậu nha các bạn. Đó, mua chậu sẵn sàng cái đống luôn nè. Mua chậu gì đây? Thôi giờ lấy về luôn đi em. Chậu ngủ. Đi coi mình chưa làm. Ở đây ương hộp như cái đống nè. Ô này salad các bạn ơi. Salad rải hộp nay nó lên nè. Phải không? Salad rồi. Salad đó hả? Ừ. Còn giờ... bên kia chắc cải xanh quá. Ồ cái này giờ nó mới bắt đầu ha. Ừ. Ồ đúng rồi, cải xanh á. Này giống cải xanh. Cải xanh á. Cải xanh hay là cải tẩy sậy? À con không biết nữa. Cải xanh á. Hãy coi đi, anh coi là anh biết à. Phải không? Mỗi không ăn. Trời ơi. Nồng nồng giống cải xanh đó. Chắc cải xanh á. Chắc anh chạy anh rải một khúm nhiêu đây hả? Nhờ mà không phải, chắc không phải cái xanh, cái màu nó khác. Thôi đừng nhổ của anh. Làm mấy cái này đẹp quá hả? Thấy đẹp á. Đẹp. Làm cái này làm cây nhuyễn mốt ra trái rồi dưới đây có sợ lắm. Và củ này thì mốt cái này cây hồng phải không ta? Đúng cái hồng hổm bị gãy nè các bạn. Ồ nó đây nè. Cái này hổm trời dông bị gãy. Ở đây còn... có bông luôn rồi nè. Cái này chắc chỉ mới mua trồng nè. Mua. Mà có trái sớm nha. Hả? Anh cái này mốt có trái sớm nè. Thì hai vợ chồng mình lại thu hoạch sớm chút. Ui, cái này ảnh chỉ mới vừa mua nè. Giống mà cây lê. Cây lê nhưng mà mấy loại lận đó. Lê á. Hả? Lê. ASEAN. Này là lê. Mấy loại lận nha. Cứ mỗi một cái như vậy là một loại nè cả nhà. Lê châu Á không có nha các bạn. Wow, nhiều ha. Này là cây lê ghép. Ô, cái cây này vậy có 99 đồng á ta, gần 100 đồng á anh. Cũng mắc chứ. Hả? Cây mấy cây này thường khoảng chừng 50-60 đồng vậy thôi. Vậy cũng mắc à. Mà tại vì 5-6 loại luôn mà. Ừ. Nhưng mà coi vậy trồng mấy cái loại này trồng vậy không thích nó lên, nhiều khi nhầm cái nó lên, nhầm cái nó không lên. Hả? Chứ không phải là nó lên hết đâu. Tại vì nó mới nữa mà. Ừ. Như lại nó yếu, cây vậy nó yếu. Hôm nay mình xâm nhập vô nhà kính của anh chị nha cả nhà. Mấy hôm nay quay lên đẹp lắm. Dùng cái từ xâm nhập. Wow. Nhà kính này coi em, nhà kính này coi vậy chứ nó mới đây nó ấy rồi đó. Mấy cái bịch này coi chứ không ngon đâu. Nó như vậy nó đâu có kính. Làm vậy nó hơi nó ra hết đó các bạn. Nhà kính này mua thì nó rẻ thiệt. Mà mới đây thì sắp bị hư hết rồi. Giờ mình đóng đâu kính đâu hơi nó bị ra hết à. Cái này được anh chỉ mua bao nhiêu ta? Mấy trăm hả? Mấy trăm.
nó rẻ nhưng mà coi vậy chứ không có tiện, không có ngon các bạn. Mấy cái đi lông mà mình làm ở nhà đi lông vậy mà nó kín hơn á. Wow, trong đây rau thơm lên hết rồi nè. Ôi, rau giúp cá bắt đầu nó phát anh ha. Đây kìa. Rồi, húng lủi. Anh phát ta, húng cây. Húng cây. Wow, lên tốt quá ha. Mình hẹn hai nít kìa. Đây ở dưới thì cũng trồng sơ sơ đây ha. Đây nè cả nhà. Hôm nay cũng xâm bận nhập. Đi mua cây giống rồi nhiều về. Dạ. Giờ mình phải xâm nhập vô mấy cái chậu này nè. Không biết anh chỉ trồng cái gì đây đây ta. Này cái gì anh? Anh chỉ làm mấy cái trên mấy cái chậu này nhìn nó đẹp mà. hôm trước tụi mình vừa mới thấy anh chỉ quay lên cái cần tàu này cả nhà. Cái này cái gì anh cũng không biết. Chắc cải giống su hào á. Su hào á, đúng rồi, giống su hào á. Em thấy giống su hào á, không biết phải không đây. Su hào hay là mà cái bông cải á. Thì mấy cái cây này là nó giống giống nhau không, mà lúc mà còn nhỏ khó lắm, khó thấy, có biết. Yeah. Mấy cái cải thìa. Đây cũng ngò rí. Cái thìa không? Thấy cũng chật không? Sợ lắm. Thì nó lên cũng vừa mà, được. Cải tím, trời ơi cái sợ này không? Này đừng đụng tới, vì con nhìn nó ăn rồi nè. Trời ơi, coi, wow, coi các bạn. Cái này là không phải mình nha, cái này là mấy con nào nó vô nó ăn rồi nè. Trời ăn cái gốc nó ráo. Nó cam sao mà nó ăn nguyên cái gốc không? Tội nghiệp không? Phân này chắc bị gì rồi. Hay là có phân cũ ở trống không? Có con này con nọ đổ trống dưới gốc á, nó ăn. Cái cải thảo kìa nè. Cái này trồng lâu rồi. Hả? Không, nhưng mà nó phát tốt á anh. Ừ, thì của mình cũng phát như vậy. Wow. Mày thảo này cũng lên mạnh ha. Lên mạnh dễ sợ luôn á. Hả? À. Cái lá ừ. Nhìn nó khỏe lắm luôn á anh. Cái này nhìn mê. Thì hả? Cái này trồng ừ. Ít nhưng cũng từng mấy rồi. Ừ. Wow, nhìn thấy mê vậy. Ừ. Ôi, cái xà lá son kìa. Xà lá son này cũng lên. Nhìn vườn cây của anh chị rất là thích luôn cả nhà ơi. Này là đa số mới trồng xuống không ha? Hả? Mới trồng xuống không à? Chỉ có cái cải thảo là nó bắt đầu nó vượt thôi. Dạ, nhưng mà em thích nhất là cải thảo luôn. Tại vì em thấy nó phát triển rất là mạnh luôn á anh. Hả? Ừ. Mấy cái lá của nó nè anh, nhìn cứng, rất là cứng cáp luôn nè. Thôi thì cải thảo thì dễ trồng lắm các bạn. Mình coi dễ trồng mà chỉ sợ là bị sâu ăn rồi thôi. Mấy cái này mấy cái loại cải này dễ bị sâu, mấy con này con nọ nó đục lắm. Em chỉ sợ là hả, một là con bà chằn nó lên nó ăn mấy cái lá, còn không thì mấy con tiêu á cả nhà. Ốc sên đồ. Dạ. Nó hay mấy con tiêu thì nó ăn mấy cái gốc cây. Bởi vậy mình trồng ở nhà, hai vợ chồng mình á cũng có trồng mà trồng ở dưới cả nhà. Bởi vậy tụi mình cũng đang lo sợ không biết là có bị mấy con tiêu đó nó ăn không nữa. Thì chứ thì cái cải loại này thì nói chung thì trồng rất là dễ, nhưng mà chỉ săn sóc đó là hơi khó rồi. Một chút xíu. Hello. Hello. Gì vậy? Lại nhà tao quay phim nữa hả? Đâu có. Trên này mới phong mới gửi hình nè. Ai nó ở đâu rồi nó gửi hình? Nó nhà chứ đâu chụp hình mày gửi nè. Vậy chị ở đâu? Ở ngoài đường. Ở ngoài đường như chị gọi chứ gì chị không có làm gì được đâu. Quánh mày chết bây giờ. Người ta xâm nhập vô nhà rồi gọi chị gọi lại chị làm được cái gì? Nó đang quay phim của chị lại luôn kìa. Thâu tiếng chị vô đó. Tôi nghi lắm mà, tôi biết khi nào nó cũng lại à, tôi tính lóc nữa. Hồi nãy em treo hàng rào qua đó. Hồi nãy chưa gì hết, vừa vô là lấy cái cọng dây khóa cửa lại nha. Biết không, bây giờ biết tao đang ở đâu không? Ở đâu? Tao đang ở ngoài sân nhà mày nè. Cho vô thoải mái đi. Tao làm gì bạn? Tao gom mấy cái rau cải mà mày chưa trồng, tao gom về hả? Ôi trời. Rau gì? Hôm nay em định về em trồng đó. Em rau đang gì đi nhầm đi. Đi gom thêm giống rồi. Mấy cái cải của chị trồng nó có mấy cây nó bị gốc nó ăn hết nữa nè. Cái xà lá tím đó mày. Nó ngộ vậy. Gốc bữa tao nói mày á. Ờ. Con tiêu nó ăn cái gốc còn
Không phải con tiêu đâu, cái con gì á. Con gì? Ai biết. Sao nó ăn, nó ăn cái gốc nó lụm ra luôn kìa. Nó tỏi. Nó ăn gốc rồi tự nhiên. Không phải con tiêu đâu, chắc cái con gì, con sâu, con gì dưới đất. Nè nè, chị hai, tụi em xếp lại nha. Để y nguyên hiện trường, ok. Ok, đi em ơi. Hả? Đi lấy cái gì, lấy đi, đi về. Giờ ăn trộm đồ của chị hả? Hả? Giờ lấy đồ của chị về hả? Ừ, có thể tìm được cái gì lấy. Anh nói vậy thôi chứ lấy gì anh, nhà mình cũng rau quá trời. Để giờ mình trồng mình ăn cũng không hết nữa nè. Không có kịp để trồng xuống. Dạ. Thôi tại vì hôm nay á, là mấy hôm nay mình thấy ảnh chị quay lên cái vườn của anh chị phải nói rất là đẹp luôn cả nhà. Mình tại vì mình có dịp rồi mình lại đây mình tại vì ảnh chị có cho mình đồ đó. Rồi có dịp lại đây rồi mình ghé rồi mình quay cái vườn cho cả nhà xem thôi. Đó. Rồi đây mà, mình cho một chút xíu, lấy một chút xíu cây giống các bạn. Dạ, mà rau cải phát triển phải nói là rất là tốt luôn á cả nhà ơi.